Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai cho anh em uống một chén nước lã vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọt đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa, như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt, nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong thánh lễ sáng ngày 13 tháng 11 năm 2017 tại nhà nguyện Marta ở Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ về những gương mù gương xấu làm thương tổn các tâm hồn và giết hại niềm hy vọng, như trong bài tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco mà chúng ta vừa mới nghe ngày thứ năm Chủ nhật thứ bảy thường niên. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Đức Thánh Cha nói về hậu quả của gương mù như sau. Chúa đã nói không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Không thể không có gương xấu, không thể không có những cớ, nhưng mà vô phúc cho những kẻ nào gây ra gương xấu. Anh chị em giơ cái quạt cao lên, cái gương xấu giơ coi có đẹp hay xấu tốt. Vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. To lên, vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Bài tin mừng ngày hôm nay khi nói về những kẻ gây ra gương mù gương xấu, Đức Giêsu đã nhắc các môn đệ: anh em hãy canh chừng, hãy đề phòng, hãy cẩn thận, đừng gây ra gương mù gương xấu. Anh chị em quạt sang người bên trái nói gương mù, quạt sang người bên phải nói gương xấu. Hãy cẩn thận, đừng gây ra gương mù gương xấu. Hãy cẩn thận, đừng gây ra gương xấu. Mạnh lên nữa lên, dây quạt có lên. Hãy cẩn thận, qua bên trái trước. Hãy cẩn thận, đừng gây ra to nữa lên, hãy cẩn thận đừng gây ra tại sao Đức Giáo Hoàng nói bởi vì gương xấu sẽ làm thương tổn dân Chúa, sẽ gây trọng thương cho những con người bé nhỏ dễ bị tổn thương trong dân Chúa, và nhiều khi những vết thương ấy ảnh hưởng tới cả cuộc đời. Gương mù không chỉ gây tổn thương mà còn có khả năng giết hại. Nó giết chết niềm hy vọng, giết chết các gia đình, giết chết nhiều tâm hồn. Cho nên Chúa mới dám nói mạnh, nói một cách mạnh là nếu mà tay chân mà gây cớ cho phước phạm thì chặt nó đi. Anh chị em nói mạnh, nhân lâm cây quạt đập mạnh xuống, chặt nó đi. Nếu mà tay chân gây cớ cho anh chị em phước phạm thì
Đó, phải chặt vậy, dứt khoát như thế. Hiểu lên, nếu mà tay chân gây cớ cho anh chị em vấp phạm thì... Nếu mà tiền bạc gây cớ cho anh chị em vấp phạm thì... Nếu nhà cửa quyền lợi danh vọng chức tước gây cớ cho anh chị em vấp phạm thì... Nếu mà ông cha Long gây cớ cho anh chị em vấp phạm thì... Đúng như thế. Tại vì thưa anh chị em, linh mục tu sĩ phải là tấm gương sáng cho người giáo dân. Mà nếu linh mục tu sĩ gây cớ vấp phạm cho người giáo dân thì chỉ có một cách là chọc đi rồi, không để làm cái gì cả. Người giáo dân họ hồn nhiên, họ đơn sơ. Anh chị em đến đây mà thấy được những gương mù gương xấu thì quả là đáng chặt nó đi thật. Vì anh chị em từ các nơi xa xôi đến đây mong được thấy những gương sáng, mong được thấy những cái gì tốt đẹp nhất, mà không thấy được những cái đó thì chỉ còn một cách duy nhất là nếu mà giáo điểm Tin Mừng này không là nơi để anh chị em cầu nguyện lòng Chúa thương xót thì cũng... Nếu mà giáo điểm Tin Mừng này là trung tâm mua bán, trung tâm ăn uống, trung tâm thương mại thì cũng... Đúng không? Đúng không? Nếu mà giáo điểm Tin Mừng này không là nơi thực hành lòng Chúa thương xót, mà ai cũng chỉ biết đến đây cầu nguyện rồi bỏ tiền đem về, không biết chia sẻ cho người khác thì cũng... Nếu không phải anh chị em đến giáo điểm Tin Mừng này cưỡi ngựa xem hoa, mà cứ đi rảo rảo, hết ăn rồi lại uống, hết uống rồi là ăn, hết ăn rồi nói, hết nói ăn, mà không biết cầu nguyện lòng Chúa thương xót thì cũng... Chặt đi, anh em đừng có đến đây làm cái gì. Thực sự là như vậy. Đến mà nhằm mục đích mua bán ăn uống thì đúng là chặt nó đi. Chỉ có đến đây mà cầu nguyện lòng thương xót, đến đây để dìm mình vào đại dương lòng thương xót. Đức Giáo Hoàng viết tiếp: anh em hãy cẩn thận coi chừng chính bản thân mình. Lời cảnh báo này được dành cho mỗi người, cho từng người, và nhất là cho linh mục và tu sĩ. Nếu các Kitô hữu mà sống như dân ngoại thì đây quả là gương mù gương xấu cho dân Chúa. Anh chị em thấy Đức Giáo Hoàng nói rất mạnh. Nếu các Kitô hữu mà sống như dân ngoại, cũng ăn nhậu như dân ngoại, cũng tham nhũng như... Nói đi, cũng tham nhũng như... Cũng cãi nhau như... Cũng tranh hơn tranh thua như... Cũng tranh giành ngôi vị rồi ghen tị nhau như... Thì Đức Giáo Hoàng nói rằng là nếu các Kitô hữu mà sống như dân ngoại như vậy thì quả là gương mù gương xấu cho dân Chúa. Mà nếu là gương mù gương xấu thì chỉ còn một cách duy nhất là... Thế thôi chứ không cách nào khác. Biết bao Kitô hữu có đời sống xa lìa người dân, nhất là linh mục tu sĩ, có đời sống mâu thuẫn nơi chính mình, sự rời rạc, sự nguội lạnh, sự phản chứng của các Kitô hữu, rời rạc, nguội lạnh, phản chứng của Kitô hữu là một trong những vũ khí đơn giản nhất mà ma quỷ sử dụng để làm suy yếu dân Chúa, để làm cho dân Chúa lìa xa Chúa. Khi sống phản chứng, các Kitô hữu ấy nói một đàng. Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất là... Đức Giáo Hoàng nói rất rõ là ma quỷ nó sử dụng những gương mù gương xấu của những người Kitô hữu để làm cho người ta xa lìa Thiên Chúa. Trời ơi, vì vậy mà người ta mới bảo là tin đạo chứ không tin người. Đấy, anh chị em thấy không? Đau lắm, nghe cái đó đau lắm. Đáng lẽ người ta phải nói rằng qua người có đạo mà người ta tin đạo, phải như vậy mới là đúng. Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ thầy, là các con thương yêu nhau. Mà Đức Giê-xu nói là các con là muối, thì cái muối đó mà nhạt thì còn ích lợi gì nữa. Muối đó anh em phải giữ lấy cái muối đó ở trong mình. Đức Giê-xu nói như vậy là làm cho cái gương sáng ở trong mình nó được sáng lên. Mà bây giờ cái muối nó nhạt rồi, gương nó không còn sáng nữa, nó là gương mù rồi, nó là gương xấu rồi, thì chỉ có một cách duy nhất là...
Và như vậy người ta không muốn theo đạo Công giáo, người ta không muốn vào đạo Công giáo vì thấy rằng trời ơi, vì người đạo Công giáo gì mà cũng thế thì anh thua cái gì. Thôi giờ chỉ biết tin người có, tin đạo chứ không tin người có đạo nữa. Bản lẽ người ta phải bảo rằng là qua người có đạo, nhờ người có đạo mà họ tin vào đạo. Chứ đây họ lại nói là tin đạo chứ không tin người có đạo thì quả là đáng buồn. Chỉ còn một cách duy nhất là cứ vậy mà chọc. sự mâu thuẫn ấy, gương mù gương sâu ấy, hôm nay phải đặt cho chúng ta câu hỏi rằng bằng cách nào tôi có thể thống nhất cuộc sống của mình, bằng cách nào để cuộc sống của tôi được nhất quán, bằng cách nào để cuộc sống của tôi được hợp nhất với tin mừng, được liên kết mật thiết với Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng nói có những gương xấu, đó là các Kitô hữu không chịu chi trả đúng đắn và dường như phục vụ người khác nhưng kỳ thực là để làm giàu cho bản thân. Đấy, Đức Giáo Hoàng vạch mặt chỉ tên cách rất cụ thể là mang lấy tiếng là phục vụ người khác nhưng là để làm giàu cho bản thân. Và Đức Giáo Hoàng nói thậm chí có cả những gương mù gương xấu của các mục tử trong giáo hội. Họ chẳng quan tâm gì đến đàn chiên và ngày càng xa lánh dân Chúa. Đức Giáo Hoàng nói, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng không thể phục vụ hai chủ, không thể vừa phục vụ Thiên Chúa vừa phục vụ tiền bạc, không thể làm tôi hai chủ, không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền bạc. Một khi người mục tử gắn bó với tiền bạc thì đó là gương mù. Đi Hoàng nói một khi mà người mục tử gắn bó với tiền bạc đó là gương mù gương xấu. Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất là sợ không dám chặt à? Chặt không? Chỉ còn một cách là mỗi gương mù gương xấu chính là khi vị mục tử đi gắn bó với tiền bạc. Tư Gia Hoàng nói rất rõ, gương mù gương xấu xảy ra khi người mục tử đi gắn bó với tiền bạc thay vì gắn bó với Thiên Chúa, thay vì gắn bó với dân Chúa thì người mục tử ấy gắn bó với tiền bạc. Mỗi vị mục tử phải tự hỏi chính mình rằng cung cách mà tôi làm bạn với tiền bạc như thế nào. Có những mục tử tìm kiếm leo lên danh vọng thay vì khiêm tốn, hiền lành, gần gũi với dân Chúa. Đức Giáo Hoàng nói rõ, có những mục tử tìm kiếm leo lên danh vọng thay vì khiêm tốn, hiền lành, gần gũi với dân Chúa. Có vị mục tử cảm thấy mình là ông chủ và ra lệnh cho mọi người. Vị ấy tự hào, tự mãn chứ không phải là mục tử phục vụ dân Chúa. Hôm nay là ngày tốt lành để chúng ta làm việc xác mình về điều này, gương mù gương xấu hay là không và như thế nào. Và đó là cách mà chúng ta có thể trả lời với Chúa và để có thể tiến lại gần người hơn một chút. Mỗi người chúng ta, Đức Giáo Hoàng mời gọi, hãy tự suy nghĩ trong ngày hôm nay, tôi có là gương mù gương xấu cho người khác không? Nếu là gương mù gương xấu thì tôi phải chỉnh sửa lại. Nếu mà không chỉnh sửa lại thì chỉ có một cách duy nhất là chắc đi mà thôi. Mà một trong những gương mù gương xấu mà Đức Giáo Hoàng nói nhấn mạnh về các mục tử là những mục tử đi tìm tiền thay vì tìm Thiên Chúa, gần gũi với tiền bạc hơn là gần gũi với dân Chúa và gần gũi với Thiên Chúa. Mà gần gũi với tiền bạc, gần gũi với những người có tiền có của thì hãy nghe lời thư của Thánh Giacôbê tông đồ, bài đọc 1 hôm nay nói: giờ đây hỡi những kẻ giàu có,
các ngươi hãy than van rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi. Nghe rõ không? Ai là những kẻ giàu có? Giơ tay. Ông giơ tay phải không? Đây, ông giơ tay, ông nghe rõ đây nha. Rồi, nghe rõ. Hỡi những kẻ giàu có, các ngươi hãy than van rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi. Tài sản của các ngươi đã hư nát, quần áo của các ngươi đã bị mối ăn, vàng bạc của các ngươi đã bị rỉ sét, và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các ngươi. Chính những cái mà các ngươi tìm kiếm, tiền của, quần áo, vàng bạc, nhà cửa, danh vọng, chức tước là những cái bằng chứng buộc tội các ngươi. Nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt các ngươi. Các ngươi đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. Các ngươi đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những người thợ đi cắt lúa trong ruộng của các ngươi. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các ngươi, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai chúa các đạo binh. Những ông chủ bóc lột sức lao động của những người thợ, những ông chủ hút máu mủ của những người làm công, bắt người ta làm cật lực, mở mặt ra sáng đến tối, thu được bao nhiêu là hoa lợi, thu được bao nhiêu là tiền của, mà trả lương thì nhỏ giọt, ép người ta phải làm hết sức cho mình mà trả lương thì nhỏ giọt. Cho nên anh chị em đến đây phục vụ tại giáo điểm tin mừng, chúng tôi nói rất rõ, rất sòng phẳng, nếu mà dấn thân phục vụ thiện nguyện thì là thiện nguyện, còn nếu mà vì công ăn việc làm thì chúng tôi cũng phải trả tương xứng với đồng công sức của anh chị em bỏ ra, để chị em còn có thể nuôi sống vợ con mình nữa, nuôi sống gia đình mình nữa. Không chừng người ta cứ bảo ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, về nhà vợ con nó phàn nàn là cứ đi làm mà chả có đồng lương nào cả. Rồi đôi khi chúng tôi cũng hay chủ quan, chẳng nghĩ đến đời sống của người dân, cơm ăn áo mặc của họ, cơm áo gạo tiền của họ. Thấy người ta phục vụ cho mình thích quá cứ để người ta phục vụ, chả có nghĩ đến lương bổng, chả có nghĩ đến trả công cho tương xứng, rồi cứ bảo là Chúa trả công. Được không? Được không? Chúa trả công, nhưng mà Chúa bảo cha Long, cha trả công cho họ dùm tôi, được không? Mà ông cha Long lại bảo thôi Chúa trả công nha, thôi Chúa trả công nha, còn bao nhiêu tiền ông cha Long cứ nhét hết vào túi rồi Chúa trả công nha. Người ta lấy gì ta sống? Chúa bảo thì đồng ý tao trả, nhưng mà tao trả qua tay mày được không? Tao trả qua mày được không? Sao mày không làm, mày cứ bỏ tiền vào túi là sao? Hả? Cho nên là máu đồng lương của những người ấy kêu thấu tận trời. Cho nên những người mà làm chủ mà bóc lột, hà hiếp, hiếp đáp, mà chúng tôi thấy những người Việt Nam mà đi lao động ở nước ngoài, tôi thấy rất nhiều anh chị em viết thư email cho ơi cho cầu nguyện cho chúng con, bây giờ không về được, giấy tờ thì nó thu hết, và nó bắt ép làm vô cùng vất vả, như là một người đầy tớ, tiếng tăm thì không biết, không có người quen, chẳng có ai mà bảo lãnh, chẳng có ai bảo hộ cho mình. Cho nên là thân phận lưu đày nơi đất khách quê người. Cứ thấy người ta đi làm nước ngoài tưởng là lắm tiền lắm của, không có đâu thưa anh chị em. May phúc thì gặp được những người chủ tốt, còn hầu hết là những người chủ chỉ biết bóc lột sức lao động. Ở Việt Nam làm 8 tiếng một ngày còn kêu ca, sang đó làm 16 tiếng một ngày mà không có ngày nghỉ, không có đi chơi, không có đi lễ lạy, không làm gì được. Rất nhiều người bây giờ nói trai con muốn về mà không về được, không có tiền về, tiền đâu mà mua vé máy bay, lương không đủ sống. Cứ nghĩ rằng mình đi nước ngoài rồi mình gửi tiền về cho cha mẹ anh chị em mình, vay nợ bao nhiêu tiền ở Việt Nam để lo giấy tờ. Sang bên kia nghĩ rằng làm sẽ gửi tiền về, mà đa số có gửi được đồng nào đâu. Nếu mà gặp được người chủ tốt thì đỡ, còn gặp người chủ xấu thì muôn đời làm nô lệ nơi đất khách quê người.
Cho nên những người chủ xấu như vậy, những người chủ ác độc như vậy, hãy nghe cho rõ là tiếng kêu của những người thợ ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh trên cõi đất này. Nghe rõ đây, trên cõi đất này các ngươi đã sống xa hoa, đã buông theo khói lạc, lòng các ngươi được no đầy thỏa mãn trong ngày sát hại. Các ngươi đã kết án, đã giết hại người công chính và họ đã chẳng cưỡi lại các ngươi. Thì hỡi những kẻ giàu có, các ngươi hãy than van rên rỉ vì những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi. Nghe rõ chưa? Mấy ông chủ nghe rõ chưa? Mấy bà chủ nghe rõ chưa? Những người giàu mà bủn xỉn tiền bạc chỉ lo tích cóp tiền của cho mình, nghe rõ chưa? Những người giàu tiền của mà sống keo kiệt hẹp hòi, chỉ biết gom góp cho mình, nghe rõ chưa? Tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi, không bây giờ, không đời này thì đời sau. Đời này thì may ra đổ xuống trên đầu mà còn ăn năn sám hối thì đời sau còn được cứu. Mà nếu đời này mà không ăn năn sám hối, chết đắm tang cho to vào 100 đội kèn, mà cái hòm thì người chừng 3 người 80 kg, mà phải làm cái hòm là 8 tấn, cho nó to, cho nó nặng, cho nó khênh, cho nó đã vào, rồi xe tang, rồi mấy trăm vòng hoa, rồi bao nhiêu lễ lạc các thứ, tất cả cái đó có đem lại được ơn cứu độ không? Tất cả cái đó có đưa người được người đó lên thiên đàng không? Không. Tiếng kêu rên rỉ của bao nhiêu người mà lúc còn sống người đã bóc lột người ta, người đã làm gương mù gương xấu cho người ta, người đã không giúp đỡ người ta, người đã không chia sẻ với người ta, người đã không nghe rằng một chén nước lã mà con cho người bé mọn nhất là con cho chính thầy và con sẽ được phần thưởng, mà một chén nước lã cũng không cho, một đồng xu cũng không cho, cứ lo thu góp, cứ lo tích góp, cứ lo dành dụm, cứ lo để dành, tất cả cái đó nó thành han xét, thành han rỉ, và những cái đó nó lên tiếng tố cáo các ngươi. Nghe rõ chưa? Không nghe rồi, nghe rõ chưa? Chưa thấy gì cả, phải thấu đến tận trời cơ mà. Nghe rõ chưa? Rồi bây giờ giơ cao tay lên nha. Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Rồi, rồi thì bây giờ rồi thì bây giờ làm sao đây? Rồi thì bây giờ làm sao đây? Thứ nhất là phải biết bác ái với người khác. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Nghe lại lần nữa không? Rồi, ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Rồi bây giờ rồi, vỗ tay cho nó phấn khởi đi. Ôi, đây kẻ bé mọn này nãy giờ cứ bỏ láo nháo hơn, đây đây mau, kẻ bé mọn này nó lên đây, đây kẻ bé mọn nhất đây. Lời con đã được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, con tên là Marta Hiền, thuộc tham gia nhà thờ Phaolô Sài Gòn. Dạ. Con được ơn gì Hiền? Dạ thưa cha, cách đây hơn một năm con trai con bị sốt, xong rồi bị có dịch, xong rồi bị giống dạng như là tím người, là coi như là không còn gì nữa hết á, tím hết cả người luôn. Hoặc hai vợ chồng con lúc đó lúc khóc không biết làm gì hết, rồi xong rồi là cứ kêu Chúa, xin Chúa thương xót con của con, đọc kinh lòng thương xót Chúa, rồi cầu nguyện xin vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa, xin Chúa thương xót con trai con và toàn thế giới. Cứ đọc hoài đến 15 phút sau, rồi ông xã con mới nói: em ơi, kiểu này là xong rồi, con của con nó tím hết cả người, không còn một cái gì nữa hết đó.
Con đọc con cầu nguyện, con làm đủ cách, con cầu nguyện, con chỉ cần trông mong vào Chúa thôi. Thì 15 phút sau, con của con tự nhiên nó khóc lên, kêu mẹ ơi. Là lúc đó là con thì nó con tạ ơn Chúa, con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Rồi vào đó xong rồi con đeo cưa con ra ngoài bệnh viện á. Rồi thì là cháu vẫn sốt xong rồi khoảng cỡ 2 giờ sáng cháu toát hết mồ hôi ra. Thì đến lúc đó là cháu giật mình nhìn hướng nào á, cũng thấy là ai hù dọa cháu á, là khóc rẽ luôn. Con kêu con cũng đọc kinh cầu nguyện là Chúa ơi xin cứu con và cho những Satan, những ma quỷ đừng có nhìn, đừng có theo con và chọc con, phá con. Và con cũng nói là đừng có phá của con nữa, con sẽ ngày mai con sẽ lên nhà thờ. Rồi xin cha là xin lễ đã cầu nguyện cho các linh hồn, những cái linh hồn lang thang chọc phá. Thì lúc đó xong là con của con yên lặng và không còn bị gì nữa hết. Hallelujah. Sao con biết giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây con làm chứng cho Chúa? Dạ, giáo điểm tin mừng là con biết từ lúc cha làm nhà thờ Chí Hòa thì con có tới nhiều lần, rồi sau này một thời gian không có nữa thì nghe nói cha về đây thì con đã theo cha về đây. Con theo cha về đây. Rồi đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, đã theo về đây. Không phải là theo cha nhưng mà là theo Chúa. Đây là cái quạt mà ngày 31 tháng 5, thứ năm tới nha. Ngày 1 tháng 5 tới để mà bế mạc thăng hoa Đức Mẹ vào lúc 4 giờ chiều. Còn ơn nào nữa? Dạ thưa cha, là cũng cách đây cũng được một năm là hai vợ chồng con cãi nhau á. Thì con lúc mà ngày Chủ nhật con đi lễ á, thì có nghĩa là con ngồi bàn đầu. Thì con mới lúc mà cha đưa rước mình thánh Chúa thì con có cầu nguyện là Chúa ơi con không xứng đáng để Chúa ngự vào lòng con, để tuần sau con đi xưng tội xong con sẽ rước Chúa vào lòng con một cách nghiêm túc xứng đáng. Thì con vừa nói xong thì một cái là mình thánh Chúa rớt ngay những chân của con, có nghĩa là thầy cho những cái người rước mình Chúa rớt lên chân con. Thì lúc đó con lập tức con ơi Chúa đã đến với ta, nhận lại con từ chối ta sao. Thì lúc đó con đã lên rước mình thành Chúa và lúc đó con đã đi xưng tội. Quan trọng nhất là con có làm hòa với chồng con không? Dạ có, tối đó con về con kể với chồng con và hai vợ chồng con đã làm hòa. Hallelujah. Đó là cái điều quan trọng thưa anh chị em. Chú bảo là nếu mà đi dân của lễ còn có giận hờn với anh chị em của mình thì hãy để của lễ lên trên ở đó mà đi làm hòa đã. Thì khi mình rước mình thánh Chúa chắc chắn là mình không phải là mình để đó mình chạy về bảo anh ấy, anh em với anh làm hòa nhau xong mình chạy lên nhà thờ, lúc đó nhà thờ đóng cửa mất rồi. Nhưng mà lòng mình lúc đó như cô ấy nói là Chúa nói là ta muốn ngự vào lòng con mà sao con không cho ta vào. Mà giờ muốn cho Chúa vào chỉ còn một cách duy nhất là mở lòng ra Chúa mới vào được. Mà mở lòng ra để Chúa vào cũng có nghĩa là mở lòng ra với chồng con. Đúng rồi. Mở lòng ra với chồng lúc đó mình có cần phải chạy về phải xin lỗi không? Không. Nhưng mà lòng mình mở ra, mình rước Chúa. Và tối hôm đó về hai vợ chồng vui vẻ làm hòa với nhau. Đấy là anh chị em đang làm gương sáng hay gương mù? Buổi sáng. Còn đứa bé này mà nó thấy cái bố mẹ nó cãi nhau nó biết không? Biết không? Biết. Nó biết, nó chỉ không nói thôi. Nhưng mà nó nhìn, nó ghi vào trong cái bộ nhớ của nó. Cái đứa bé này tất cả những cái gì vui buồn sướng khổ của cha mẹ đều là làm cho đứa bé này bị ảnh hưởng hết hoặc được ảnh hưởng. Nếu mà là điều xấu thì nó là gương mù, gương xấu. Đứa bé này nó thấy bố mẹ nó đánh nhau, lớn lên nó lấy vợ lấy chồng nó cũng đánh nhau. Còn nó thấy đứa bé này thấy bố mẹ nó yêu thương nhau thì lớn lên nó cũng yêu thương nhau. Anh chị em đến đây cũng vậy. Nếu mà thấy một linh mục, lấy một cha sở hay là người lãnh đạo mà sống xa hoa thì là anh chị em cũng về cũng sống xa hoa. Nếu mà thấy người linh mục ấy sống cuộc đời khó nghèo là gương sáng cho anh chị em thì anh chị em cũng biết chia sẻ được cho người khác là như vậy nha. Rồi 31 tháng 5 đây đầy dương hòa Đức Mẹ. Con chó này kia, con nó quậy. Con chó này kia ngồi. Cho là kia thằng cái thẳng đó luôn con. Rồi ngồi bên cạnh. Rồi mời con đây. Rồi con được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người. Chung vào.
Đây, đi, đi. Dạ, thưa trời cha và cộng đoàn, con tên là Maria Thảo Nguyên, con ở Đồng Nai. Maria gì? Dạ, Thảo Nguyên ạ. Thảo Nguyên, con bao nhiêu tuổi? Dạ, con 27 tuổi. Ừ. Dạ, Tuổi thật, tuổi giả? Dạ, tuổi thật ạ, 27 tuổi ạ. Dạ, cách đây 4 năm, vào năm 2014 thì mẹ con có bị cườm nước và mổ. Thì mổ xong mẹ con vẫn khó chịu, ngủ không được. Và mẹ con đi tái khám thì bác sĩ mới nói là bây giờ nó lây sang mắt trái. Thì nếu mà không mổ thì sẽ bị mù. Mà mắt mẹ con thì đo nhãn áp là nó gấp đôi người bình thường. Thì mẹ con mới nói là thôi cho mẹ con về thu xếp với gia đình rồi sẽ lên mổ. Nhưng mà mẹ con mới tin vào lòng thương xót Chúa, về đọc kinh và có đến... và có cầu nguyện với cả gia đình. Thì sau đó mẹ con có lên tái khám thì bác sĩ mới nói là nhãn áp của bà cũng rất cao nhưng mà bà không đau, bà không mù, thì đó thật sự rất là chuyện lạ. Và đến bây giờ mẹ con vẫn chưa mổ nhưng mà mẹ con vẫn hoạt động bình thường, mắt vẫn bình thường. Hallelujah. Mẹ con đâu? Dạ mẹ con đây. Ở đây bà tên gì? Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Lựu. Dạ con 62 tuổi. Ở đây là mẹ con bà Lựu 62 tuổi, được ơn là mắt đã không phải mổ nữa, còn ơn thứ hai. Dạ ơn thứ hai rất là lớn, đó là cậu con là 30 năm cậu con bỏ rước lễ, bỏ xưng tội và rất ít khi đi lễ, mà đi thì cũng chỉ đi trễ, chỉ đâm đuổi được nửa tiếng là về thôi. Thì cách đây một năm vào cuối sáu tháng thôi, vào cuối năm 2017 thì cậu con phát hiện là bị ung thư gan. Bác sĩ nói là bây giờ mổ ra thì chỉ có 10-20% là có thể cứu được. Sau đó thì khi mà mổ ra thì thấy phát hiện là ung thư gan thời kỳ cuối, thì cậu con bây giờ bác sĩ nói là thôi về gia đình muốn cho ăn gì thì ăn, cho cậu ăn thoải mái, thì nói chung là bác sĩ cũng bó tay. Thì cậu con mới đầu Tết năm nay thì cậu con mới về để nói chung là gặp với gia đình lần cuối. Thì gia đình con mới đưa cho cậu con nghe máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa. Thì tự nhiên cậu con khỏe, ăn uống được. Rồi cậu con đồng ý đi lên giáo điểm tin mừng. Thì muốn làm chứng nhưng mà đi được nữa thì cậu con đau quá, khó chịu quá thì không chịu được, thì phải đi về xe. Dạ yeah. Và bây giờ cậu con đi qua bên Úc lại thì bây giờ cậu con khỏe mạnh và sinh hoạt rất là bình thường ạ. Hallelujah. Hallelujah. Bao nhiêu năm cậu con bỏ Chúa có nhớ? Dạ 30 năm, và bây giờ cậu con đã rước lễ xưng tội rồi đi lễ hàng ngày. Cậu tên gì? Dạ cậu con tên là Nguyễn Viết Hồng. Bao nhiêu tuổi? Dạ cậu con bây giờ là 58 tuổi. 58 tuổi mà 30 năm bỏ Chúa, anh chị em nghĩ không? Từ năm bao nhiêu tuổi? 28 tuổi. 28 tuổi đã bỏ Chúa mà bị lúc chả có cách nào cho ông quay trở về, mà ông chạy về đây rồi nhờ cái máy 365 bài giảng này mà ông ấy đã nghe và ông được Chúa chữa lành căn bệnh ung thư. Ung thư gì? Dạ ung thư gan ạ. Ung thư gan mà căn bệnh mà dường như là khó ai thoát chết nếu mà ung thư gan án tử. Vậy mà Chúa đã chữa cho ông ấy, và quan trọng hơn cả là ung thư tâm hồn 30 năm. Ung thư gan mấy năm? Dạ con không biết bao nhiêu năm, nhưng mà đến 2017 thì bác sĩ xác định là giai đoạn cuối rồi. Vâng, đã là giai đoạn cuối là ung thư gan. Còn 30 năm bỏ Chúa đã giai đoạn cuối chưa? Chưa. Đối với Chúa, mình ung thư bao nhiêu thì ung thư, đã ung thư tâm hồn là giai đoạn cuối rồi, chứ không phải là 5 năm hay 10 năm. Vì biết được Chúa gọi mình về lúc nào, mà lúc mình đang ung thư tâm hồn, Chúa gọi mình chưa quay về, coi như là mình mất linh hồn. Anh xem thấy không? Nghe rõ không? Là đã ung thư tâm hồn là giai đoạn cuối, vì mình không biết được Chúa gọi mình về lúc nào. Chứ đâu phải là ung thư gan thì bảo là cho 6 tháng nữa nha, hay là về ăn uống gì đều 1 năm nữa nha. Còn ung thư tâm hồn có biết không? Không. Bất cứ lúc nào Chúa gọi về mà mình đang ung thư tâm hồn, coi như mình trắng tay. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho những người đang ung thư tâm hồn được mau chóng quay trở về. Mà quyền năng của Chúa làm cho con người 30 năm ung thư tâm hồn ấy vẫn còn khả năng quay trở về, chứa cả ung thư tâm hồn, cả ung thư thể xác. Cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa gửi tặng cho mẹ con. Và hai mẹ con 31 tháng 5 rủ nhau lên đây nha.
để dâng hoa kính Đức Mẹ bế mạc thăng hoa lúc 4 giờ chiều. Chúa chúc lành cho hai mẹ con chúng con. Rồi, mời con. Con có bị ung thư không? Dạ có. Ung thư bao nhiêu năm? À, dạ con bị 8 năm ạ. Bị 8 năm, con bị ung thư cái gì? Từ khi mà con nhận bí tích thêm sức xong thì từ đó con không có đi lễ và rước lễ. Và chỉ lần cuối cùng con đi là cách đây 1 năm khi mà bà cố con mất ạ. Vâng, đây là nó đã ung thư tâm hồn suốt 8 năm. Sau khi mà thêm sức rồi là nó bỏ xuống luôn. Nó nhận là nó bị ung thư tâm hồn 8 năm. Mà con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi? Ở đâu làm gì? Dạ, con tên là Hồ Thị Hồng. Con ở Đắk Nông ạ. Và năm nay con 22 tuổi. 22 tuổi. Con kia 27 tuổi. Rồi, rồi bây giờ làm sao mà Chúa đã chữa bệnh ung thư tâm hồn cho con như thế nào? Con chia sẻ với cộng đoàn. À, dạ, cách đây khoảng 1 tháng á, thì con có làm cho một người chị, thì chị đó có nói chuyện với con, thì chị đó có nói chuyện với con trong vòng 90 phút, chị thể hiện chị là một người rất là tin vào Chúa, mà khi mà chị nói với con là khi nào mà chị sẽ bỏ tất cả, chỉ có chị không bao giờ bỏ Chúa, thì con mới nói là chắc em phải suy nghĩ lại cái cách suy nghĩ của em về Chúa, thì con cũng chưa biết nhà thờ mình luôn ạ. Dạ đây hôm nay là lần đầu tiên con đến thăm nhà thờ, con cũng không có ý định là tới, mà con cũng viết cha. Thì hôm nay là tình cờ lắm ạ, là mẹ con và bố con thì ông bà con thì tới đây, mà con ở Sài Gòn mà con không biết nhà thờ, thì hôm nay tình cờ cái mẹ con vào thăm con thì con lại xin nghỉ việc, và con không biết đường, mà con cứ đi theo mà con lại tới được nhà thờ, mà đường ở Sài Gòn thì nó rất là lòng vòng ạ. Rồi sau khi mà con đến đây rồi sao, chuyện gì xảy ra? Thì con mẹ con có nói con là con đi xưng tội không, thì con nói là không, con sợ cha chửi nó, bởi vì con bỏ lễ 8 năm rồi, thì mẹ con nói không, cha không chửi đâu. Thì lúc con lên mà để cha đặt tay lên đầu ấy, tự nhiên con bật khóc. Và còn một ơn nữa là bố con. Alleluia. Cho nên chị em thấy rằng là Đức Giáo Hoàng nói với các linh mục là trong tòa giải tội, các linh mục không được phép chửi người ta, không được phép nói nặng với người ta, không được phép xua trừ người ta. Phải làm sao và thể hiện nơi ngay tòa hòa giải là một mục tử nhân từ đầy lòng thương xót, đón nhận những con chiên lạc quay trở về. Dù nó có 5 năm hay là 50 năm hay là 100 năm đi nữa, thì lúc đó nhiệm vụ của linh mục là tha thứ, là đại diện cho Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa, để ôm cái con chiên lạc đó vác lên vai, hay là đón nhận thằng con hoang đàng là khoác áo vào, sỏi nhẫn vào, đi giày. Mà có bảo là tại sao 18 năm mình bỏ Chúa không? Cái con này đạo nghĩa như vậy à? Có không? Có không? Không. Mà khoác áo vào, sỏi nhẫn vào, và nào giáo điểm tin mừng, giết ngay 100 con bê béo mà ăn mừng, vì con ta đã chết mà nay đã mất mà nay đã. Cháu không, mấy bà bảo vậy chắc tối nay ở lại ăn tiệc. Chú nói một người quay trở về thì cả triều thần thiên quốc vui mừng, và cả người lành như thế đều hân hoan. Cho nên chúng tôi cố gắng tìm các cha để đến đây giải tội hàng ngày cho anh chị em là như vậy. Mỗi ngày ít nhất là từ 3 giờ cho đến 7 giờ tối. Anh chị em cứ mạnh dạn mà chạy đến với ngài tòa hòa giải. Đừng ngại ngần, đừng sợ sệt. Nhất là như con bé này, đừng sợ xà la. Ơn thứ hai con. Dạ là bố con bị mắc một cái căn bệnh mà nó cứ đỏ đỏ da mũi á. Thì bố con trước đây cũng không có tin đạo đâu ạ. Ý là chưa hiểu hết. Thì sau khi mẹ con đưa bố con đi xuống cha thì ba con nói hết. Rồi ba con về, ba con nói con là bây giờ ba tin lắm rồi. Xong rồi hồi Tết ba con nói con là con có đi chơi đâu, qua nhà thờ, mà hồi đấy con không đi. Đến bây giờ con mới quay lại nhà thờ. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy là bố nó phải làm gương sáng cho nó thì nó mới đi theo. Chứ biết bố nó không đi lễ mà bảo con ơi con đi nhà thờ được không? Mẹ nó không đi đọc kinh mà bảo con ơi con đi lần chuỗi được không? Không. Cho nên người bố, người mẹ, người cha phải làm gương sáng cho giáo dân. Linh mục kêu gọi người giáo dân đến nhà thờ để chầu thánh thể, còn linh mục ngồi trong phòng coi tivi được không? Được không? Linh mục kêu người ta phải sống thanh bần, sống khó nghèo, còn thì mình thì sống xa hoa, được không? Không được đâu thưa anh chị em.
Và Đức Giáo Hoàng mới nói một cách rất là mạnh là phải làm gương sáng về đời sống thanh bần. Nếu mà mình nói về thanh bần mà mình sống xa hoa, sống sang trọng thì là phản chứng. Đức Hoàng nhấn mạnh với các mục tử như vậy mới trong thánh lễ vừa rồi. Và bây giờ cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa để ngày 31 tháng 5 đến đây để dâng hoa, dã hoa kính Đức Mẹ. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, xin mời nguyên một tiểu đội. Lên đây con, đứng trên này, đứng trên này, đứng trên này bé. Rồi, một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn đứa, năm đứa. Vì đứa bé nào bé thì đứng trước, nào bé nhất. Bé nhất đứng trong, bé nhất đứng trong đi. Mời bé nhất, bé hai. Đây bé thứ hai phải không? Rồi đứa này. Rồi bìa con đứng ở đây, con chia sẻ cho mọi người coi. Rồi đứng lên trên này, đứng trên, đứng trên. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì. Dạ con tên là Maria Nguyễn Thị Mai Sơn. Con ở Bình Tân, nhà thờ Phao Lô ạ. Rồi con bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con 32 tuổi ạ. 32 tuổi con được mấy cháu? Dạ con được 4 cháu ạ. Đâu, đứa nào đâu? Dạ 4 đứa đứng một hàng hả cha? 4 đứa đứng một hàng, đứa thứ nhất mấy tuổi? Dạ thưa cha là 10 tuổi ạ. Còn con mấy tuổi? Dạ con 8 tuổi. Con mấy tuổi? 8 tuổi. Hai đứa 8 tuổi là sao? Dạ là sinh đôi rồi cha. Rồi sinh đôi, còn con? Dạ 10 tuổi. Rồi con bé này là mấy? 5 tuổi. Rồi 5 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc mừng bà mẹ với 4 đứa con. Con lập gia đình được mấy năm rồi? Dạ thưa cha con lập gia đình được 10 năm rồi. 10 năm mà được 4 đứa. Rồi, rồi còn đứa bên cạnh là của cái chị hàng xóm hồi nãy lên làm chứng cho cha lần đầu tiên á. À cái con bé lúc đầu tiên hả? Là nó bế con nó đi đấy hả? Dạ. Phải không? À rồi. Rồi bây giờ con làm chia sẻ cho mọi người coi Hồng Ngân Chúa ban cho gia đình con như thế nào. Nguyên cái việc mà 4 đứa con ở trên này trong 10 năm lập gia đình mà 4 đứa con đó là ân huệ lớn lắm rồi. Vì có rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn lên đây. Ngày nào tôi thấy là ít nhất cũng có từ 5 cho đến 10 cặp. Mà rất trẻ, rất đẹp, rất khỏe, rất ngon lành. Mỗi tội là trời ơi con hiếm muộn, trời ơi con hiếm muộn, trời ơi con chưa có con 10 năm rồi, 15 năm rồi chưa có con. Nhiều lắm. Mà nguyên cái việc mà 4 đứa con nó lên đi đứng đây đã là một dấu chỉ ân huệ của Chúa rồi. Con chia sẻ tiếp cho mọi người. Dạ thưa cha, con thấy là lúc con có gia đình tới giờ là mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi giờ đều là có lòng thương xót của Chúa ạ. Tại vì á, hai vợ chồng con vào Sài Gòn chỉ có hai vợ chồng thôi, nhưng mà nuôi con á là được Chúa ơn phụ trợ nên là không có gì được. Con ở đâu vào Sài Gòn? Dạ con ở ngoài miền Trung ạ. Dạ rồi nhiều cái Chúa bơ rồi nha, vừa ban cho vợ chồng con là may mắn là làm ăn nó không được như hơn người ta, nhưng mà đủ ăn cho các con của con. Và nhiều lúc con thiếu thì hàng xóm của con đều giúp cho con, những người này người kia đều giúp con hết. Và những lúc con bệnh, các con của con bệnh rồi cũng nhiều mọi người tự động giúp cho vợ chồng tụi con rất là nhiều. Và con cảm thấy là Chúa ở mọi lúc mọi lớp mọi nơi và giúp cho vợ chồng con mỗi giờ luôn đó cha. Và nhất là lúc hai bé sinh đôi của con, lúc mà con mang bầu thì con tính là đi khám Hùng Vương á, thì là người ta biểu là chưa có gì hết, thì con nghĩ chưa có gì hết thì về vô mua thuốc, vô trong tiệm thuốc tây á mua uống cho nó có kinh nguyệt cho đều. Nhưng mà vô nơi bác sĩ á, thì bác sĩ nói là không có bán cho được, một tuần sau chỉ đi khám, nếu mà không có gì á thì về đây tôi bán cho. Thì một tuần sau đi khám thì nó là chúc mừng anh chị song thai. Song thai thì con biết là con vỡ hòa, con khóc, con thấy một bé nhỏ con lớn bé đầu á, nó rất như là nhỏ con, lúc nó mới có 6 kg thôi, một năm mới có 6 kg thôi, mà giờ con sanh thêm hai đứa nữa thì có một mình chồng con làm, thì con ngồi con khóc không à cha ơi. Nhưng mà rồi dần dần Chúa thương con á, rồi con cũng nuôi dạy từng đứa con của con thành bốn đứa. Hallelujah.
Chúng ta thấy một gia đình từ miền Trung, quê hương em nghèo lắm mái ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Vậy mà vào trong này, vào trong Nam này, hai vợ chồng lương nghiệp từ Tây Trắng, miền Trung mà tới bốn đứa con như vậy. Nếu mà cô Chúa không chăm sóc, nếu mà Chúa không dưỡng nuôi, nếu mà Chúa không thương xót, làm sao sống sót được? Nếu Chúa không thương xót, làm sao mà sống sót? Đây, cha tặng thêm cho con, tặng cho con một tấm ảnh cả gia đình vui vẻ với lòng Chúa thương xót. Đây, tặng cho con một bé này, cái quạt đây. Bé này là cái móc khóa. Rồi bé này là chàng, bé lớn này, đây Chúa bên côi con. Còn bé này là chuỗi lòng thương xót, còn bé này chuỗi mân côi. Rồi tất cả chúng con mỗi đứa có một món quà hết rồi. Còn cái máy nữa, đây gửi tặng cho bố con nha. Đây tặng cho bố. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Cảm ơn cha. Rồi, hallelujah. Rồi con đưa nó xuống. Rồi đi xuống. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Con đi đứng con này xuống luôn. Sướng không? Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn nhìn mà phát thèm. Anh chị em thấy nguyên là một bà mẹ mà đưa bốn đứa con với một đứa cháu mà đi lên đây giao điểm tin mừng mà dâng lễ lòng thương xót Chúa như vậy, đó là một kỳ công lắm rồi thưa anh chị em. Còn con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Dạ thưa cha, nằm con nghĩ con được ơn lớn nhất là con được Chúa Thánh Thần ban cho con được nghe bài giảng lòng thương xót Chúa. Thời gian là trước con nghe thì con mới cảm thấy nó chỉ giống như cha làm hài, nghe nó có chung là con nghe không vào ạ. Xong là chị dâu con bảo con tập nghe nửa bài, chị dâu con bảo con là tập nghe nửa bài thôi, rồi một mỗi ngày nghe một bài. Xong là con nghe lòng bài thương xót Chúa ấy, dạ con nghe thấy những chứng nhân người ta làm chứng, con lùi hết da gà nữa luôn. Thế từ đó giờ ngày nào con cũng nghe, và con được ơn nữa là cái tai của con nó bị dị ứng ấy cha. Con nhớ là con bị 9 năm rồi ạ. Nó ngứa hoài cha, nó ngứa mà con muốn móc cái lỗ tai của con, nó chảy máu luôn á. Mà hôm qua chị sẽ đặt tay cho con á, con về con thấy nó đỡ ngứa hơn. Và con đi khám bác sĩ, con bị u nang buồng trứng ấy ạ. Con thường con đau lắm, con đau mà con không tiếc tiền nữa, con không dám đi khám. Con đi có đi khám nhưng con không chậm chữa, vì con cũng có ba đứa con, gia đình con cũng bình thường rồi. Thế là từ khi mà con nghe được bài lòng thương xót Chúa ấy, con thấy nó đỡ đau chứ ạ. Chưa có đau lắm, nó đau một tháng mà nó phải đau tới 15 ngày á. Thế là từ ngày con được nghe lòng thương xót Chúa, thế là con tín thác vào Chúa thì con thấy nó đỡ đau hơn. Hallelujah. Thế cao lên. Hallelujah. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì? Dạ con là Rosa Nguyễn Thị Nhiệm ạ. Con ở hiện tại thì con đang ở Bình Tân ạ. Còn quê con ở Thái Bình. À, nãy giờ chúng ta thấy nguyên quận Bình Tân là ba gia đình lên làm chứng rồi. Đây cho tặng cho con cái cặp quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Cái máy con còn nghe được không? Dạ con không có máy nhưng con nghe bằng điện thoại. Đây cho tặng con cái máy 365 bài giảng. Thưa anh chị em, cô ấy nói rất đúng. Không có ơn của Chúa không nghe được đâu. Cho nên cô bảo cùng lắm ông cha này cũng giảng như các ông cha khác, cùng lắm mày hài hài cười một tí rồi nghe nó không vô. Cái chuyện đó cô nói đúng thật, với lỗ tai của con người nghe không hiểu gì đâu. Cho nên Chúa bảo đừng lấy của thánh mà vứt cho chó cho heo nó chà đạp dưới chân. Vì thế mà anh chị em đưa máy cho những người nào mà họ khao khát nghe, và họ phải cắt nghĩa cho họ. Và Chúa đấng dầu lòng thương xót ban Thánh Thần xuống, sức dầu trên môi miệng người loan báo và sức dầu trên lỗ tai người nghe thì mới nghe được, thì mới nói được. Không sức dầu môi miệng tôi chả biết gì mà nói về lòng Chúa thương xót. Không sức dầu vào lỗ tai và trái tim anh chị em nghe cũng không lọt tai đâu. Và nếu mà có lọt tai thì cũng không thấu vào trái tim đâu. Tất cả là do quyền năng lòng thương xót Chúa, với tác động của Chúa Thánh Thần. Với tác động của Chúa Thánh Thần.
Tất cả là do quyền năng lòng thương xót Chúa với tác động của. Đây, cho tặng cho con cái máy này nha. Bức thư không gửi không còn nữa con à. Hết lâu rồi, thư không gửi, gửi hết rồi. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, mời hai cái ông bà đó đó. Đó, đó. Hai ông bà. Rồi. Ông tên gì ở đâu? Thưa trọng kính cha. Không đứng trọng kính trọng gì tôi đó, đừng bỏ mấy kính ở nhà giùm tôi đấy. Ông tên gì ở đâu? Gioan Nguyễn Văn Hùng. Con ở xứ Yên Huy, giáo xứ Đại Từ, giáo phận Bắc Ninh. Thưa cha là con là Maria Nguyễn Thị Hồng 70 tuổi. Con cũng ở giáo xứ Đại Từ Thánh Nguyên. Ông có, bà có quen với ông không? Thưa cha là chồng của con. Rồi, hai vợ chồng mới được ơn gì chia sẻ cho mọi người. Thưa cha là con bị ung thư gan. Thế năm 2016 thì con vào viện K3 Tân Triều Hà Nội, thì bác sĩ mổ và cắt một lá gan ở bên phải của con. Thì con trong cái thời gian ấy thì con mệt lắm, yếu lắm. Thì con được ra viện trong 10 ngày, mổ sau 10 ngày thì con được ra viện. Thì về đến nhà thì con gái của con thì có số điện thoại của cha. Thì cháu có gửi tin nhắn vào cho cha, thì cha nhận được tin nhắn của gia đình con và cha đã trả lời cho con là cha sẽ cầu nguyện cho con. Thì nhờ ơn riêng Chúa Thánh Thần, cha đã cầu nguyện cho con cùng với cộng đoàn lòng thương xót. Thì từ đấy đi, căn bệnh của con, sức khỏe của con cứ hồi phục dần dần. Bởi trước khi con ra viện ấy, thì bác sĩ đã cho gia đình con biết là con cũng chỉ sống được 3 tháng này, không sống hơn được. Thế nhưng nhờ vào lòng thương xót của Chúa thì con cứ một ngày Chúa thương là con cứ khỏe dần lên. Như hiện tại như giờ cộng đoàn nhìn thấy con thì không ai biết con bị ung thư gan. Thì vâng, thì đến Hallelujah. Thì thưa cha là xong rồi đến tháng 9 2017 thì theo hẹn thì hàng con phải về bệnh viện ca để kiểm tra theo định kỳ. Thì sang đến tháng 9 2017 thì kiểm tra thì chụp cắt lớp thì gan của con lại bị sau cái kết quả của cái xạ, thưa cha là con xạ đó. Xạ thì cái hậu quả của cái xạ tức là để lại một cái di chứng là con bị rỉ máu từ sau cái xạ. Thế là bắt đầu từ cái rỉ máu ở gan thì bắt đầu nó chuyển sang là u máu. Thì thưa cha là con bị u máu thế thì đến tháng 3 năm 2018 thì vợ chồng con là vào cha vào lòng thương xót thì chúng con vào này, ở trong này thì dự được 5 ngày con ở vợ chồng con ở trong này. Thì thưa cha là con cái u máu của con ấy từ cái ngày thứ 3 đến ngày thứ 3 thì con thưa cha là cái tay của con này con không giơ lên được. Thế nhưng đến ngày thứ 3 tự dưng con giơ được cái tay này lên. Thế nên bây giờ con cử động thoải mái. Thế đến cũng đến ngày thứ 3 ấy thì cái u máu ở trong gan của con thì thưa cha là tự dưng nó vỡ ra. Con đi, con xin lỗi cộng đoàn là con đi đại tiện rồi, con ra con nhìn con sợ quá, con bảo lạy Chúa con có khi là con bị chảy máu dạ dày hay như thế nào mà nó ghê như thế này. Thế nhưng mà con lại nghĩ lại là Chúa thương đấy, con vẫn cứ ăn uống bình thường, con đi lại con chẳng thấy nó làm sao cả. Thế con bảo thế này thì con cũng chả hiểu nó như thế nào cả. Nhưng quả thật lúc bây giờ thì con không nghĩ là do là con vỡ cái u. Thì con chỉ nghĩ là không hiểu nó như thế nào, tại sao nó lại ra một cái kinh khủng như thế này. Thế là Chúa thương từ ấy thì con cứ khỏe. Thế vừa rồi đến tháng tháng 5 con cũng vừa mới ở tháng 5 là con ở bệnh viện K3 Tân Triều, con giám định con kiểm tra lại chụp cắt lớp thì bác sĩ nó khẳng định là kết quả do chụp cắt lớp là cái u của con là không còn nữa. Hallelujah. Rồi còn bà. Thưa cha là con cũng sau khi mà chồng con bị gan thì con lại bị tim. Thì con một ngày một lần con đi cấp cứu là cứ 200 nhịp một phút. Thế con cũng người ta bảo là bà bị thiếu máu vành cơ tim nặng quá, bây giờ bà thì về mua quan tài để sẵn. Thế thì con cũng không biết là tin nghĩ là con không có tiền của để mà con chạy chữa bệnh của con. Thế sau khi là con cũng cứ tin vào lòng Chúa thì con bảo Chúa ơi, Chúa cứu con mấy, Chúa chữa con mấy. Thế thì sau rồi con cứ
khỏi dần thế con cũng theo chồng con vào đây cái lúc tháng 3 phục sinh vừa rồi, thế xong đến bây giờ là con khỏi hẳn, thế con cũng đi với chồng con vào đây để con xin cha để cho con xin cảm tạ Chúa, con làm chứng cho Chúa con. Hallelujah. Mà chúng ta thấy hai vợ chồng toàn những căn bệnh mà mua quan tài để sẵn, vậy mà bây giờ cả hai người mua vé máy bay hay đi mua vé xe đò? Thưa cha, con đi máy bay ạ. Vâng, thay vì mua quan tài thì mua vé bay vào đây để tạ ơn Chúa, đầy tặng cho ông bà cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho ông bà. Hallelujah. Rồi mời bà cụ nhà đó, bà cụ lên đây. Dắt bà lên kiểm tra. À, đây, con dắt bà lên đây kiểm tra. Mọc. Bà tên là gì? Dạ, con tên Lâm Thị Hào, năm nay 74 tuổi. Con... Rồi, bà Lâm Thị Hào, bà bước lên đây một bước nữa. Lâm Thị Hào bao nhiêu tuổi? Dạ, con 74 tuổi, con ở xã Hưng Đường B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Con là người lương. Đạo gì? Con... Đạo gì? Con đạo Phật. Rồi, bà có biết Nam Mô không? Dạ, biết. Đọc coi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ bà được ơn gì của Chúa và chia sẻ cho mọi người. Dạ, con bệnh năm nay là 22 năm rồi, bệnh nhức mỏi, viêm thấp khớp, rồi về gai cột sống, thần kinh tọa, rồi viêm trực tràng, rồi bú cổ. Cái hạch ở gần cổ con đi khắp bệnh viện hết mà cũng không có, cũng đỡ thôi. Và con được cái đĩa của cha đó, là con lòng ước mơ rồi gặp cha lòng cũ chữa cho con. Rồi có cái mới trong cái xã của con mới tổ chức đi, con đi hôm thứ năm, cái tuần năm nay là ba tuần rồi, thì con thấy con đỡ được là 50-60%. Rồi con cũng cầu nguyện lòng thương xót của Chúa để cứu con. Con là người lương nhưng mà con tin tưởng Chúa phải cứu chữa con mạnh lành. Dạ. Hallelujah. Rồi bà đến giáo điểm tin mừng này, bà có biết đọc kinh lòng Chúa thương xót chưa? Dạ, chị con là đạo Công giáo, con cũng thuộc chút. Dạ. Kính mà kính mừng Maria đầy ơn phước trước Chúa Trời ông bà còn con phố lã, bởi người nữ dạy xưa đồng bà con phố lã, thánh Maria đất mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và khi tự đâm tử. Amen. Rồi tôi tặng cho bà. Bà không có cái máy mà bà có cái dĩa thôi, bà có cái dĩa bà nghe phải không? Rồi bây giờ phải tặng cho bà cái máy bà nghe nhé. Dạ, cảm đấy. Ơn Chúa Tha Cha. Rồi, dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Đỡ đỡ bà xuống trả coi. Rồi mời con đến đây. Chúng ta thấy một bà 74 tuổi mà bên Long An mà người ta đưa cho bà cái dĩa, bà nghe. Có nhiều người Công giáo mình có máy còn chặt thì nghe, bà nghe cái dĩa thôi. Bà nghe và đến đây là 3 lần rồi. Mà những căn bệnh bà kể một loạt giống như là một cái bệnh viện ở nơi cái thân thể của bà. Mà bà được Chúa chữa lành mà hôm nay bà để đến để cảm ơn Chúa. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúa vui không? Phật vui không? Vui. Và chúng ta vui không? Rồi con được ơn gì của Chúa? Thưa cha, năm 2002 con có đứa con gái 8 tuổi bị ung thư xương. Thì bác sĩ bảo cháu là truyền phải cắt đi một chân, phải truyền 6 lần hóa chất. Thì trong lúc đấy nhà con nghèo lắm, chả có gì cả, gạo còn thiếu. Thế là con bảo bây giờ lấy gì mà truyền hóa chất cho cháu được, mà mỗi một đợt là sợ 3 triệu. Mà ngày đấy em không, con không một đồng nào mà con nghèo lắm. Lúc đấy con lại còn mang thai em của đứa 8 tuổi. Thế là con muốn cầu xin Chúa, con chưa đấy chưa biết là lòng thương xót Chúa, chứ con chỉ biết cầu xin Chúa thôi. Thế là con bảo mọi người là xin lễ về sang đền xin khấn cho gia đình cho con. Thế nên sáng hôm sau bác sĩ bảo rằng là cháu không phải nộp tiền.
Thế là con ứa nước mắt ra, con không nhớ đến Chúa đã ban cho con. Thế một thời gian nữa thì cháu nó chuyển hóa chất xong thì về lại có một cái u to của trứng gà ấy, ở góc chân. Thế là con bác sĩ bảo là tình hình này là cháu phải ra về, không cứu được nữa. Thế là con mấy lúc đấy là tầm 12 giờ trưa thì chuẩn bị đọc kinh hội dòng thì là giật chuông là con ra. Con ra thì con quỳ trước tòa, con chỉ khóc thôi, con mới lạy xuống. Rồi, cuối cùng sao? Cuối cùng là Chúa đã nhận lời con, và cháu đã khỏi. Bây giờ cháu đi học đại học rồi, mà cháu học rất giỏi chứ ạ. Hallelujah! Rồi sao chị biết giáo điểm tin mừng hôm nay, chị đến đây để làm chứng cho con của chị đã được Chúa chữa lành căn bệnh nani? Thưa cha, là con cũng chỉ đi lễ đi thờ chứ con không để ý cái lòng thương xót Chúa. Mới đây đứa em con nó bảo là chị ơi, cha lòng có đài lòng thương xót Chúa đấy, chị có nghe không, chị em cho chị mượn. Thế là em con mới mượn của nó về, con nghe xong rồi là con nhắn tin cho cha. Xong rồi con hàng ngày con đi lễ, mọi khi con bỏ lễ, con chỉ đi lễ chủ nhật thôi, chứ từ trước cái này là con không có để ý đến chỉ mãi tiền thôi. Thế từ lâu này là con tuần ngày nào cũng đi lễ. Thế là con quyết định là con phải vào con tạ ơn Chúa, và con xin cha cầu nguyện cho gia đình và cho cháu con. Hallelujah. Chị ấy thoát được căn bệnh mà lúc nãy ta nghe Jacobe nói là chỉ tiền thôi, chả lễ lạy gì cả. Có những người chỉ chủ nhật đi lễ để cho nó xong thôi, còn ngày thường chúng ta thấy bìa các nhà thờ vắng lắm thưa anh chị em. Ngày thường mà nhà thờ mà đi lễ đông như thế này, ai đi lễ ngày thường hôm nay ở đây giơ tay. Tôi hỏi này lại này, ai đi lễ ngày thường hôm nay ở đây giơ tay. Tại nhé, ngồi đây mà không đi lễ sao mà không giơ tay hả? Ai đi lễ ngày thường ở đây giơ tay cao lên coi. Hôm nay là ngày thường hay chủ nhật? Mà anh em đi lễ ở đây hay ở đâu? Vậy cháu có giơ tay không? Giờ đây chứ còn cái gì nữa. Thì đó là cái ân huệ rất lớn cho giáo điểm tin mừng. Tức là ngày thường mà anh chị em đi lễ, vì các nơi nhà thờ bây giờ có nhiều nơi buổi sáng không làm lễ được vì ta không có đi, chỉ lễ chiều thôi. Hoặc là có nơi chỉ có lễ sáng thôi mà không có lễ chiều vì người ta không có đi, người ta mắc công ăn việc làm như chị ấy nói là chỉ tiền thôi. Còn bây giờ là ngày nào cũng đi lễ và được Chúa chữa lành như thế này, đó là một cái ơn rất lớn nơi lòng Chúa thương xót. Tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Để và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót để Chúa khóa chị lại với Chúa, đừng khóa chị với tiền nha. Rồi, rồi xin Chúa chữa lành cho chị. Rồi con cô mẹ, con đến đây con. Rồi. Rồi. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Dạ thưa cha, là con bị ung thư buồng trứng di căn qua gan. Nhà con thôi, con đi rất nhiều bệnh viện nhưng mà con đi tới bệnh viện nào cũng trả con về hết á. Con đưa con về nhà và chỉ chờ ngày chết thôi. Có chị kế bên nhà thì chị kêu con là đi đến giáo điểm tin mừng để xin lòng thương xót Chúa. Chị đưa con đi tới đây một lần và cha đặt tay cho con và bây giờ con đã khỏi. Hallelujah. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Dạ con tên Dung, con ở Tín Nghĩa, năm nay con 24 tuổi. Làm gì? Dạ con ở nhà. Con ở nhà, vậy thì con đạo gì? Dạ con là người ngoại đạo. Ủa? Con đạo gì? Đạo Phật. Hả? Đạo Phật. Vâng, thưa anh chị em, đây là một cô bé đạo Phật mà con bị bệnh gì? Dạ ung thư buồng trứng di căn qua gan. Ung thư buồng trứng di căn qua gan. Mà đi bệnh viện nào họ cũng trả, họ chở không có chữa nổi và đưa cô ấy về. Và hôm nay cô ấy đang còn đứng cao đây cho mọi người thấy con to cỡ nào, khỏe cỡ nào. Đây, chị em quay một vòng coi nó có chết không. Đấy, một người ngoại đạo nha. Rồi hôm nay làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng một người ngoại đạo, con ở mãi đâu? Dạ con ở Tín Nghĩa. Ở đâu? Dạ Long Khánh. Long Khánh, làm sao con biết giáo điểm tin mừng, hôm nay con quay về đây con để làm chứng cho Chúa. Dạ có chị kế bên nhà, chị hay đi đến đây. Dạ. Rồi chị về chị kêu con dắt con đi đến đây thử. Đến thử, bây giờ thật chưa? Dạ thật. Rồi đến thử mà bây giờ thật rồi. Con đã tin chưa?
dạ tin. Tin, đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi còn con đã thấy một người ngoại đạo chả biết gì cả, một người công giáo đi bảo là cứ đến cầu nguyện rồi Chúa chữa lành. Ta thấy rằng là nếu mà cô không tin, nếu mà cô không đến, Chúa có làm gì được không? Không. Thưa anh chị em, con dạ thưa cha, con chào cha với cậu. Tên là gì? Dạ con thưa cha, con là Maria Lương Thị Nhuận ạ. Năm nay con 52 tuổi ạ, con ở Đồng Nai ạ. Con được ơn gì của Chúa? Dạ thưa cha, là ngày 23 tháng 7 năm 2017 á, là con đi khám, là bác sĩ nói con là con bị u nang buồng trứng hai bên, bên phải bên trái mà phải mổ gấp. Cái con mới xin số điện thoại của cha, cái con nhắn tin cho cha, cái cha nói là con cứ yên tâm đi, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Đến lúc mà bác sĩ nói với con là thứ hai đi mổ, thì cái thứ ba tuần trước á, là con nhắn tin cho cha. Đến Chủ nhật con ra con khám để sáng thứ hai con mổ sớm, thì Chủ nhật con ra con siêu âm lại, thì bác sĩ nói con là hai cái u nang của chị hết luôn rồi. Bác sĩ đó là bên Phật, bác sĩ nói là không có ai mà được như vậy. Con với đang nằm ở trên bàn mổ á, con nói là chỉ có Chúa chữa lành cho con thôi. Bác sĩ nói là ai chữa? Con nói là chỉ có Chúa chữa lành cho chị thôi. Bác sĩ rất là nhỏ tuổi hơn con, con nói vậy. Đến lúc mà bác sĩ nói, bác sĩ chạy ra, bác sĩ nói là ồ, chỉ có nhiều người lắm mà không được ai như chị, có mấy ngày mà làm sao mà u nang sắp bể ra rồi mà con đau lắm cha. Vậy mà có đúng một tuần là hết ạ. Hallelujah. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin, và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa 31 tháng 5 đến đây để dâng hoa cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ bế mạc tháng hoa. Rồi người cuối cùng, còn những người khác thì chúng tôi xin lỗi không có thể mời hết tất cả mọi người lên được vì quá đông. Con là Rosa Nguyễn Thị Đượm, con ở Thái Bình nhưng mà hiện tôi đang ở quận 12. Con cũng bị ung thư cách đây 8 năm, ung thư tử cung và buồng trứng nữa, thì bác sĩ với gia đình ấy mổ cho con. Mà trước khi lên bàn thì nói với ông xã con là phải xạ trị, không có tiền xạ trị thì cắt hết buồng trứng và tử cung. Thế con khóc rất nhiều, mà con đã 52kg và con thì hướng vào 46kg thôi. Thế con vì thương con nhỏ, con của con có lúc 3 tuổi, con gái 3 tuổi thì con rất là thương nó. Thế vậy con cầu nguyện với Chúa, thì trước khi vào bàn mổ thì bác sĩ đưa con lên bàn mổ thì cột hết tay chân con lại rồi. Thì con nói Chúa ơi Chúa, Chúa chữa con, thế giờ bác sĩ chữa con thì không được, thì có Chúa chữa con thôi. Thì bác sĩ chuyển con sang phòng số 1 thì chuyển sang phòng số 7 để mổ hở. Thì mổ hở thì bác sĩ nói con là mổ hở thì không biết thế nào. Thế mở ra thì chỉ cái u của con nó chỉ bằng nắm tay như thế này thôi. Thế là bác sĩ cắt cho con thì nói con là 5 ngày sau thì bác sĩ nói con là chúc mừng cô không bị ung thư nữa. Thì con nói tạ ơn Chúa. Xong là con về con tạ ơn Chúa. Hôm nay con tạ ơn Chúa. Thì cách đây một... Hallelujah. Con lên. Hallelujah. Hallelujah. Và ơn thứ hai của con nhiều ơn lắm, thì con kể ba ơn. Ơn thứ hai của con là cách đây hơn một năm, tự vì con nhức cái xương sống này mà con nhức cũng phải bả vai một nửa người, từ trên này xuống như một cái bánh mì. Con nhức mà con kêu với chồng con thì chồng con cũng là người Tân Tòng thì cứ nói con ở đi Chúa nhiều mà sao cứ đau hoài vậy. Mà con đau lắm, mà con đau mà con kêu với con cũng khó chịu lắm. Mà con phải nói Chúa ơi Chúa chữa con chứ, mà giờ con mà chết đi thì ông xã con lại người buồn Tân Tòng nữa, mà mỗi khi đi lễ thì cũng hơi khó chịu. Thế là con cũng cố gắng để giữ các con của con theo đều Chúa. Thế khi ông xã con nói vậy thì con đi bốc thuốc nam, thì con lên, con chưa biết rõ là tin mừng đâu. Rồi con đi lễ con cứ chỉ cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, mà con cũng chỉ lần chuỗi văn khôi thôi chứ lòng thương xót thì con rất là ít đọc. Thế khi con đi không có tay thì con không dám có tiền, thì con bảo nó thà là con chết chứ con không có đi xạ trị đâu, mà con chẳng có tiền. Thế là con mới đi thuốc nam, thì ông bác nam thì cứ nói cho con mỗi ngày mỗi phấn khởi này, từ lúc nào con đeo trường hạt ở tay về thì mỗi lần ông bốc mạch ông nói là sao cô lại nhanh thế. Mà con uống thuốc nam thì có em gái con đi cùng với con kia, mà em coi bảo chỉ có chị Chúa chữa thôi. Thì con mỗi ngày con mỗi khỏe lên, với hôm nay là con cũng hết luôn chạ. Hallelujah. Rồi ơn thứ ba. Ơn thứ ba là con gái của con á, là nó đang học lớp 3, thì hôm ấy con không có xe máy, con đi xe đạp. Mà con của con thì trước khi con ra đường con bảo con đọc kinh đi.
Thì hôm ấy đọc kinh nó đội cái mũ bảo hiểm nó rớt xuống, nó chạy xuống nó lấy cái mũ bảo hiểm cái, thì nguyên một cái đàn xe trên nó lao xuống, mà cái xe máy xe tay ga nữa mà chở hai vợ chồng một cái thùng xốp đằng sau ấy mà đè lên người con. Mà con chỉ đứng là con nhìn con của con người ta xe đè chứ con không thể làm cách nào hơn được vì cái xe của nó to như vậy. Mà cái con đội cái nón lá đó, thì cái nón lá nó chụp mặt con đi, thì con nhìn cái xe nó cáng được người con, thì con đúng là vô can để chữa con của con được ấy. Con lạy Chúa, Chúa cứu con đấy. Thì con vừa ấy ngước mặt lên thì nguyên một cái đoàn xe, mà nhất là cái xe ben đấy chà, xe ben nó to vậy mà nó thắng trước mặt con có nhiều đầy chà, mà có không cáng vào hai mẹ con của con. Thì người ta bảo với con chứ dắt đứa con bé lên trong cái chân là sao, con giật giật chân nó thế vậy mà nó không việc gì chà, nó về nhà nó chỉ hơi gọi là hơi hơi đỏ chân lên con, mà con nghĩ là nó mới có lớp 3 như vậy, 8 tuổi như vậy mà sao nguyên một cái xe to mà nó không đè con của con bị gãy chân không sao hết. Con tạ ơn Chúa từ ai đỡ nó. Dạ Chúa. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho con của con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây cái máy 365 bài giảng nha, rồi chú lành cho con. Rồi cái ông gì đó mời ông lên đấy. Ông này mới hay, nhìn tướng ông là tôi thấy là chỉ có Chúa mới đưa ông lên đây được, chứ ai mà đưa đây cũng được. Rồi ông tên là gì? Con báo với cha là con là Biển Lương, nhưng mà hôm nay đoàn con ở Hà Nội là 30 người đi vào trong gì cha Diệp đi 4 ngày nay. Thế hôm nay con đi theo đoàn của con ở Hà Nội, thì con nhà con tặng nhà đạo, thì con có rất quan tâm với Chúa đấy. Hôm nay vào đây là chúc tất cả sức khỏe gọi là bà con trong này gọi là mạnh khỏe theo cha theo Chúa để chữa bệnh cho nó vui vẻ an toàn. Con ở xa lắm. Rồi khoan, rồi hôm nay ông đến đây lần thứ mấy? Dạ con đến lần đầu tiên trong đời ạ. Lần đầu tiên trong đời, rồi có bao giờ ông vào trong nhà thờ bao giờ chưa? Vâng, hôm nay thằng con ra nhà con đang làm công an, nó điện vào bảo bố ơi, bố cứ vào trong chỗ nhà thờ đi, bố cầu nguyện đi. Đấy con trai đấy, cháu đang làm công an ngoài bệnh viện Mỹ Đình. Thế là cứ điện vào cho bố suốt từ hôm qua giờ. Bố vào được hai nhà thờ chưa? Thế mai bố vào lốt nhà thờ lớn, nhà thờ gì nhỉ? Đức Mẹ. Thì bố cũng cứ cầu nguyện như mọi người. Đấy. Rồi bây giờ ông muốn cầu nguyện, ông vào đây muốn xin cái gì, ông nói cho mọi người cầu nguyện cho ông. Con muốn xin Chúa, xin cha mà để con cầu nguyện cho con cái bệnh. Nó bị viêm tiền gì à? Thận à? Vâng, với lại cầu nguyện cho thằng con trai nó khỏe mạnh, nó có cái bệnh vi gì gan virus gan virus virus đâu nó virus. Rồi rồi bây giờ ông bây giờ chúng tôi sẽ cầu nguyện cho ông, bây giờ câu hỏi quan trọng nhất ông tự trả lời là ông có tin vào Chúa hay không. Con có tin ạ. Hallelujah. Hallelujah. Bây giờ tôi gửi tặng cái món quà này cho cái anh công an. Ngày xưa bố con là ở với cha 9 năm ạ. Ngày xưa bố con ở với cha đạo ở dưới nhà thờ Miêng là 9 năm. Sau ông chết. Đấy, bọn con không nghe theo nhưng con ở bên cạnh nhà thờ đạo là con rất tin với Chúa. Và rất tin vào Chúa. Vâng. Và nói lại. Con rất tin vào Chúa. Nói lại. Con rất tin vào Chúa. Nói lần thứ ba. Con tin Chúa. Vâng. Đây tôi gửi tặng trong cái máy 365 bài giảng này, ông gửi tặng cho anh công an là con trai của ông nha. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ. Ông nghe xong rồi ông nghe xong thấy hay rồi ông mới tặng cho con trai của ông nghe, được không? Vâng con được ạ. Vâng. Vâng. Rồi được, tôi tặng cho ông thêm một cái móc khóa lòng Chúa thương xót, ông dám lấy không? Vâng con xin ạ. Rồi tôi tặng cho ông cái quạt giáo điển tin mừng nhờ mẹ đi với Chúa, ông lấy không? Có con xin ạ. Vẫn trong cái thờ bác, trong cái thờ bác của ông già ngày xưa vẫn đeo cái thờ bác ạ, cây thánh giá. À, đeo cây thánh giá ở nhà, vẫn đeo cây thánh giá ở nhà. Rồi chúng ta thấy là một người như thế này có Chúa ở trong mình không? Có không? Có. Đã ba lần tuyên xưng đức tin giống như là Phêrô, con có yêu mến thầy không? Tôi hỏi đúng ba lần ông có tin vào Chúa không? Con rất tin ạ, con rất tin ạ, con rất tin ạ. Hallelujah. Rồi đi về gửi lời thăm anh công an nhé.
Chúng ta thấy điều lạ là con là công an mà cứ giục bố, gọi từ ngoài Hà Nội giục bố là bố đi nhà thờ chưa, bố cứ đi nhà thờ đi. Ta thấy có tuyệt vời không? Đó chỉ có ơn của Chúa thôi. Thưa anh chị em, mời chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt trên tay, và anh chị em chúng ta cùng cầu nguyện và hát để xin Chúa cất đi tất cả những gương mù, gương xấu trong xã hội, nhất là trong giáo hội. Xin Chúa cho mỗi người biết mở rộng vòng tay ra, chia sẻ với người khác. Vì ai cho người bé mọn này một chén nước lã vì danh Thầy, thì là cho chính Thầy và không mất phần thưởng bao giờ.